Hen suyễn là một bệnh đặc trưng bởi khó thở, và cơn hen suyễn có thể gây ho và thở khò khè ở những người bị chứng này. Khoảng 6 triệu trẻ em ở Hoa Kỳ mắc bệnh hen suyễn. CDC ước tính rằng cứ 6 trẻ em thì có một trẻ mắc bệnh hen suyễn cần được điều trị cấp cứu mỗi năm, và 1 trên 20 trẻ mắc bệnh hen suyễn cần phải nhập viện. Nhiều yếu tố di truyền và môi trường có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh hen suyễn của trẻ. Những tiếp xúc đầu đời như chế độ ăn của người mẹ và sinh mổ thậm chí có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn. Năm ngoái, một phân tích tổng hợp đã đề xuất các phương pháp điều trị vô sinh như một phương pháp tiếp xúc sớm trong đời ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh hen suyễn. Tuy nhiên, các nghiên cứu về mối liên quan giữa điều trị vô sinh và nguy cơ mắc bệnh hen suyễn còn hạn chế, đặc biệt là ở nhóm trẻ em ở Hoa Kỳ. Với thông tin gợi ý nhưng hạn chế có sẵn, một nhóm các nhà nghiên cứu từ các tổ chức khác nhau đã bắt đầu một nghiên cứu quy mô lớn để điều tra xem liệu những đứa trẻ được thụ thai bằng phương pháp điều trị vô sinh có tăng nguy cơ phát triển bệnh hen suyễn hay không. Kết quả của nghiên cứu này gần đây đã được công bố trên tạp chí Human Reproduction. Dữ liệu thu được từ nghiên cứu Upstate Kids, một nghiên cứu thuần tập tiềm năng hợp tác theo dõi sự tăng trưởng, phát triển vận động và xã hội của trẻ em để xem xét các mối liên hệ với các tình trạng và đặc điểm y tế của cha mẹ, bao gồm các phương pháp điều trị vô sinh, môi trường và các phơi nhiễm khác. Nghiên cứu đã thu hút hơn 5.000 bà mẹ và 6.171 đứa con của họ sinh từ năm 2008 đến năm 2010. Các bà mẹ tham gia nghiên cứu đã báo cáo về các chất hỗ trợ sinh sản được sử dụng để mang thai. Phân tích cho thấy 22% bà mẹ sử dụng công nghệ hỗ trợ sinh sản ART, 20% sử dụng phương pháp kích thích rụng trứng OI và hoặc thụ tinh trong tử cung IUI, và 58% không sử dụng phương pháp điều trị vô sinh. Mặc dù các nhà nghiên cứu không tìm thấy sự khác biệt đáng kể nào về nguy cơ mắc bệnh hen suyễn giữa những đứa trẻ được thụ thai bằng ART so với OI, IUI, nhưng họ đã phát hiện ra những tác động đáng kể của việc điều trị vô sinh nói chung. Phân tích cho thấy rằng những đứa trẻ được thụ thai bằng bất kỳ phương pháp điều trị vô sinh nào đều có nguy cơ bị khò khè dai dẳng ở tuổi lên 3 cao hơn so với những đứa trẻ được thụ thai mà không được điều trị. Đến 9 tuổi, những đứa trẻ được thụ thai được điều trị có nhiều khả năng bị hen suyễn hơn những đứa trẻ được thụ thai mà không được điều trị. Nhìn chung, các tác giả kết luận rằng cả ART và OI, IUI đều làm tăng nguy cơ trẻ phát triển bệnh hen suyễn khi còn nhỏ. Dữ liệu này có thể khuyến khích các nghiên cứu bổ sung điều tra các cơ chế cơ bản mối liên hệ giữa các phương pháp điều trị vô sinh này và bệnh hen suyễn. Hình ảnh rõ ràng về các liên kết cơ học có thể hỗ trợ chẩn đoán và phát triển liệu pháp điều trị bệnh hen suyễn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!